Ngày nay, trang phục thể thao chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ quần đến áo phông và áo khoác bông, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bộ quần áo dễ mặc và hợp thời trang cho mọi thời điểm trong năm. Vừa qua, thương hiệu thời trang thể thao châu Âu Zattari đã có mặt tại Việt Nam, chính thức khai trương outlet đầu tiên tại 374 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Zattari là thương hiệu thời trang thể thao từ châu Âu từ năm 1992 và có trụ sở tại Bỉ và Hà Lan. J-Sport là đơn vị đang rất hân hạnh được độc quyền phân phối thương hiệu Zattari tại thị trường Việt Nam và toàn thị trường châu Á. Các chất liệu cũng như các thiết kế của Zattari phát triển sẽ dựa trên những cái chất liệu vải có độ co giãn tốt, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời cũng như các hoạt động thể thao. Với những mẫu trang phục thể thao, các chất liệu như cotton, polyester không chỉ chất lượng mà còn có tuổi thọ lâu dài của quần áo, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những nhà thiết kế trong ngành thời trang thể thao. Mình vô tình được một người bạn giới thiệu đến đây cửa hàng Zattari này, thì hệ thống thời trang về thể thao rất là tốt. Thứ nhất là nó thấy phù hợp về giá tiền, thứ hai là về cái phong cách thời trang trẻ trung và rất là những chất liệu rất là tốt, mặc rất là thoáng mát và thoải mái. Hôm nay mình tới đây lựa chọn những trang phục phù hợp với cả bộ môn thể thao mình đang tập luyện. Chất liệu rất là nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp cho những môn thể thao ngoài trời. Một bộ trang phục thoải mái, phù hợp với sở thích sẽ luôn làm hài lòng các tín đồ thời trang thể thao Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Zattari hứa hẹn đem đến những trang phục thể thao đầy chất lượng, thiết kế thời trang đậm chất thể thao. Cơ hội duy nhất up to 50% đến ngày 15 tháng 4 năm 2019.